Dạ, chào bác sĩ Tường. Đây là bác sĩ Tường và hôm nay các Tường sẽ có một số câu hỏi. Đầu tiên á là tình trạng em cũng đang niềng răng mà răng của em là được chẩn đoán là lệch lạc rồi chen chúc, cho nên là cần chỉnh răng lại đúng vị trí của nó. Nhưng mà em lại có một người bạn là răng không phải là chen chúc ít ít như vậy mà hơi hô, mà hô nguyên hàm trên luôn. Không biết là niềng răng mình có thể điều chỉnh được cái sự hô đó không bác sĩ? Cũng có nhiều bạn có câu hỏi giống như vậy. Thì hô răng thì có nhiều cái nguyên nhân, thì có thể hô do răng hoặc là hô do xương. Thì để chẩn đoán chính xác cái nguyên nhân gây hô răng như thế nào thì phải tới các cơ sở nha khoa để có thể được khám và chẩn đoán một cách chính xác. Thì sau khi mình sẽ biết được cái nguyên nhân như thế nào thì sẽ có phương án điều trị tương ứng như vậy. Ví dụ như nếu chị hô do răng thì có thể niềng răng, nhổ các răng số 4 hàm trên và sau đó đẩy lùi các răng cửa. Nếu mà hô do xương và cười hở lợi nhiều thì bắt buộc phải kết hợp giữa niềng răng và phẫu thuật chỉnh hàm. Thì mỗi cái mức độ nó sẽ có cái phương pháp và cái quy trình điều trị khác nhau. Chính vì vậy các bạn cần nên đến khám để có thể biết được cái điều trị tốt nhất dành cho mình. Dạ, mình cần phải đến khám để biết là tình trạng của mình thế nào, thời gian và cái cách sẽ làm thế nào. Nó giống như là một cái phác đồ điều trị đúng không ta? Vậy thì mình sẽ làm những cái quá trình như thế nào để có thể niềng được hàm răng hô ạ? Thật ra niềng răng hô giống như là những cái trường hợp điều trị mớm răng, răng lệch lạc, chen chúc hoặc là thưa răng. Thì cái quy trình chung là sẽ khám và chụp ảnh và có thể là tư vấn trước về những cái vấn đề ở trong miệng. Sau đó thì sẽ cho bệnh nhân đi chụp những cái phim X-quang và lấy dấu hai hàm. Dựa trên những cái cơ sở đó thì bác sĩ niềng răng sẽ đưa ra một cái kế hoạch điều trị sơ khởi và sau đó sẽ gặp lại bệnh nhân để báo ra một cái kế hoạch điều trị cụ thể hơn. Đương nhiên là nó sẽ kèm theo cái thời gian và cái chi phí điều trị nó tương ứng với mỗi cái mức độ của lệch lạc. Dạ rồi, tức là mình sẽ đến khám rồi như các bước bác sĩ nói, sau đó thì mình sẽ bắt đầu tiến hành làm thôi. Vậy bây giờ cái chi phí anh mới nhắc thì chi phí này nó tính thế nào ạ? Thì đây cũng là một cái vấn đề nhiều bạn thắc mắc. Thật sự thì cái chi phí này nó không phải là một cái chi phí cố định hay là chung. Chi phí nó tùy thuộc vào cái loại mắc cài mà các bạn chọn. Ví dụ như mắc cài sứ tự buộc, mắc cài kim loại hay mắc cài kim loại tự buộc, thậm chí có thể là niềng răng bằng khay hoặc máng trong suốt. Thì mỗi loại thì nó sẽ có một cái giá khác nhau. Thêm nữa thì cái giá niềng răng thì nó cũng phụ thuộc vào cái kinh nghiệm và kỹ năng của bác sĩ niềng răng. Thì bác sĩ có kinh nghiệm uy tín thì đương nhiên cái giá niềng răng thông thường nó cũng sẽ cao hơn một tí. Đó, thì tốt nhất là các bạn nên khám trực tiếp tại phòng khám để có thể được tư vấn kỹ về vấn đề đó. Đúng rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Về giá thì như bác sĩ vừa nói thì sẽ tùy thuộc vào từng ca, từng tình trạng nè, rồi tay nghề bác sĩ, rồi lựa chọn phương pháp này nữa. Cho nên là các Tường nghĩ là các bạn nên đến nha khoa để được thăm khám rồi tư vấn trực tiếp về tình trạng của mình nên được làm cái gì, rồi giá tiền như thế nào ha. Mà không biết là nha khoa thì các Tường nghĩ là sẽ có nhiều nha khoa đang hỗ trợ trả góp đúng không? Đúng rồi. Thì hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều cái nha khoa thì hỗ trợ cho các bạn trả góp về việc niềng răng. Thông thường thì cái giá trả góp hàng tháng thì nó cũng không quá cao ha. Có thể từ vài trăm tới 1 triệu mỗi tháng cho tới khi kết thúc cái liệu trình niềng răng. Thì mình nghĩ đối với cái mức hỗ trợ đó thì các bạn hoàn toàn có thể tới và điều trị để có được cái bộ răng đẹp hơn trong tương lai. À rồi, các Tường cũng cảm thấy là niềng răng là một biện pháp để mình có được hàm răng đẹp mà đẹp tự nhiên từ răng của mình, thay vì những phương pháp chụp hình răng khác. Cho nên là các bạn nào mà đang có nhu cầu niềng răng á thì các bạn có thể đến nha khoa để được tư vấn. Rồi nha khoa, rất nhiều nha khoa và ngay cả kênh của nha khoa Smart HT cũng có hỗ trợ niềng răng trả góp, cho nên các bạn cứ mạnh dạn đến nha khoa nha, mà tư vấn là miễn phí đúng không bác sĩ? Đúng rồi, thì cái này thì sẽ hỗ trợ các bạn hoàn toàn về cái vấn đề tư vấn khám. Đó, tư vấn là hoàn toàn miễn phí, không mất gì hết trơn á, tới liền nha. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên follow kênh của nha khoa Smart HT để có thể xem thêm nhiều video clip ý nghĩa nữa xung quanh câu chuyện về răng miệng của chúng ta nha. Bây giờ thì Cát Tường và bác sĩ Tường xin chào và hẹn gặp lại.